Mến chào tất cả quý vị đến với bản tin về đời sống người có công. Trong video ngày hôm nay, kênh Thầy Thắng Công Chức sẽ trao đổi với quý vị một số thông tin liên quan tới Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước tặng quà người có công với cách mạng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Nếu như quý vị cảm thấy nội dung video này hay và bổ ích, thì hãy để lại cho kênh một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây mời quý vị cùng khám phá nội dung chính của video ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét và ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước ban hành quyết định về việc tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Trong tờ trình, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh, Liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ thường ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước quyết định trao quà tri ân người có công với cách mạng. Tiếp nối truyền thống này, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện tặng quà người có công với cách mạng. Đối tượng và mức quà tặng Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 như sau: quà tặng người có công dịp Tết năm nay được chia thành hai mức, 600.000 đồng và 300.000 đồng. Cụ thể, mức quà 600.000 đồng trên suất dành tặng người có công với cách mạng thuộc các nhóm đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, gồm người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến cách mạng tháng 8 năm 1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh mất sức từ 81% trở lên, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, người có công giúp đỡ cách mạng, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp và thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất cũng được nhận mức quà 600.000 đồng. Mức quà 300.000 đồng trên suất dành tặng người có công với cách mạng thuộc các nhóm đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, gồm thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống. Mức quà 300.000 đồng cũng được dành tặng người hoạt động cách mạng, kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù đày, người có công giúp đỡ cách mạng, đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân. Như vậy, mức quà tặng đối với người có công với cách mạng nhân dịp Tết Ất Tỵ năm 2025 vẫn giống như mức quà tặng Tết Nguyên đán năm 2024. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tổng kinh phí dành cho hoạt động ý nghĩa này là hơn 500 tỷ đồng. Khoản kinh phí này đã được phân bổ trong ngân sách nhà nước năm 2025. Đi bộ đội và xuất ngũ năm 1987, tuy nhiên không được địa phương xét cho gia nhập hội cựu chiến binh. Đó là trường hợp của ông Nguyễn Anh Kiệt, sinh năm 1964, ngụ khu phố 12 phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo phản ánh của ông Nguyễn Anh Kiệt, năm 1984 ông nhập ngũ vào tiểu đoàn 40, trung đoàn 23, quân khu 7. Đến tháng 3 năm 1987, ông có quyết định xuất ngũ. Ông Kiệt phản ánh: tháng 10 năm 2023, tôi đến hội cựu chiến binh của phường, được cho giấy làm đơn xin gia nhập hội và nộp về chi hội cựu chiến binh khu phố 12, phường Phú Cường nhưng không được đồng ý. Trong quá trình tham gia trong quân ngũ, tôi không vi phạm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được giấy khen vẫn còn giữ bản gốc. Khi về địa phương tôi cũng sinh hoạt bình thường, không phạm tội hình sự, không vi phạm gì. Lý do, chi hội trưởng yêu cầu tôi phải có bằng khen hoặc huân chương, nhưng bản gốc của tôi đã thất lạc. Trao đổi với phóng viên, ngày 26 tháng 4, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh khu phố 12, phường Phú Cường cho biết, theo điều lệ của hội, hồ sơ của ông Kiệt không đủ điều kiện. Chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh khu phố 12, phường Phú Cường giải thích. Theo điều lệ có 7 tiêu chuẩn, nhưng đồng chí Kiệt không có gì cả. Đồng chí Kiệt khai có bằng khen, huân chương nhưng không có bản gốc nên không có căn cứ nào để xem xét kết nạp. Trong khi đó, chủ tịch hội cựu chiến binh phường Phú Cường xác nhận trường hợp ông Kiệt, hội có nắm. Nếu chiếu theo điều lệ cũ của hội thì ông Kiệt không đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, chiếu theo điều lệ hội cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022 đến 2027 thì đủ điều kiện. Sau đó, phóng viên chở ông Kiệt đến nhà chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh khu phố 12, phường Phú Cường để trao đổi lại quy định mới về kết nạp hội viên. Tuy nhiên, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh khu phố 12 vẫn khẳng định ông Kiệt không đủ tiêu chuẩn để kết nạp. Phía ban chỉ huy quân sự phường Phú Cường cho biết cũng đã nắm thông tin về trường hợp của ông Kiệt. Ông Kiệt từng lên đề nghị hướng dẫn để thực hiện cấp lại bằng khen, huân chương chiến sĩ vẻ vang. Đơn vị đã hướng dẫn ông Kiệt lên cấp trên để thực hiện trích lục hồ sơ. Tuy nhiên, ông Kiệt chưa trao đổi về nguyện vọng xin kết nạp vào hội cựu chiến binh. Đại diện ban chỉ huy quân sự phường Phú Cường cho biết,
sẽ làm việc lại với hội để giới thiệu, tạo điều kiện kết nạp ông Kiệt. Không tìm thấy bằng khen, huân chương của ông Kiệt. Về đơn xin Trích Lục xác nhận giấy chứng nhận bằng khen, huy chương của ông Nguyễn Anh Kiệt, Trung đoàn 23, nay là Lữ đoàn 23, Quân khu 7 đã có văn bản trả lời tháng 11 năm 2022 không tìm thấy hồ sơ lưu trữ bằng khen, huân chương của ông Nguyễn Anh Kiệt. Cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Theo chia sẻ, năm 1987, sau khi xuất ngũ về nhà, ông Kiệt bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người. Thời gian về sau ông Kiệt sống trong cảnh khó khăn, không vợ con. Ông Kiệt bày tỏ, tôi mong muốn gia nhập vào hội cựu chiến binh để sinh hoạt lúc tuổi già. Đồng thời, cũng mong là hội viên rồi thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế để lỡ không may nhập viện được bớt tiền thuốc thang, đỡ khổ cho mẹ già. Tuy nhiên, đến hôm nay mùng 3 tháng 5 vẫn chưa được gia nhập hội. Vậy là kênh vừa trao đổi toàn bộ nội dung liên quan đến một số vấn đề liên quan đến đi bộ đội trước năm 1987 nhưng không được xét kết nạp vào hội cựu chiến binh. Khi nghe đọc nếu quý vị còn băn khoăn ở nội dung nào hãy bình luận bên dưới để đội ngũ kênh giải đáp nhé. Đội ngũ kênh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của quý vị đối với kênh. Và quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi mỗi ngày nhé. Tiếp tục là một số thông tin liên quan tới tin mới nhất, hồ sơ lãnh tiền trợ cấp đối với quân nhân ở chiến trường Campuchia. Kính thưa quý vị, quy định về thành phần hồ sơ xét hưởng chế độ chính sách trợ cấp đối với quân nhân người làm công tác cơ yếu, hưởng lương như đối với quân nhân tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở các Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Có dưới 20 năm công tác đã phục viên xuất ngũ thôi. Việc theo đó, nội dung này được hướng dẫn cụ thể tại Điều 6 Thông tư Liên tịch số 01 năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính. Cụ thể như sau, thứ nhất, về các loại giấy tờ làm căn cứ xét duyệt hưởng chế độ, sẽ bao gồm các loại giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc và các giấy tờ liên quan. Trong đó, giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc bao gồm quyết định phục viên xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc hoặc hết nhiệm vụ, hoặc chuyển sang công nhân viên chức vụ quốc phòng rồi thôi việc, quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử đi lao động hợp pháp quốc tế, phiếu lập sổ trợ cấp phục viên xuất ngũ chuyển ngành, quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật hoặc bản trích lục hồ sơ thương tật, lý lịch quân nhân, lý lịch cán bộ công chức, viên chức, lý lịch cán bộ hoặc bản trích yếu 63 đối với sĩ quan, phiếu quân nhân, lý lịch đi lao động ở nước ngoài, lý lịch đảng viên, sổ bảo hiểm xã hội. Nếu có giấy xác nhận quá trình công tác của cơ quan đơn vị cũ trước khi đối tượng phục viên xuất ngũ, chuyển ngành thôi. Việc theo mẫu số 07 bảng chính do thủ trưởng cơ quan đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên trực tiếp quản lý đối tượng. Trước khi phục viên xuất ngũ, thôi việc thôi công tác hoặc cử đi lao động hợp tác quốc tế, chuyển ngành hoặc chuyển sang công nhân viên quốc phòng rồi thôi việc. Cấp ký đóng dấu kèm theo bản photo hồ sơ của đối tượng hoặc danh sách đăng ký quản lý đối tượng mà cơ quan đơn vị đang lưu trữ để làm căn cứ. Xác nhận trường hợp cơ quan đơn vị cũ đã xác nhập hoặc giải thể thì do cơ quan đơn vị mới được thành lập sau xác nhận hoặc cấp trên trực tiếp của cơ quan đơn vị đã giải thể xác nhận. Còn các loại giấy tờ liên quan sẽ bao gồm quyết định nhập ngũ, tuyển dụng, phong thăng quân hàm, nâng lương, điều động công tác, bổ nhiệm chức vụ, giao nhiệm vụ, giấy chứng nhận tham gia thanh niên xung phong, giấy đăng ký quân nhân dự bị, phiếu khám sức khỏe, chuyển thương, chuyển viện, huân chương, huy chương tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và các loại hình khen thưởng khác. Hồ sơ hưởng chính sách người có công hưởng bảo hiểm xã hội một lần, giấy chứng tử, giấy báo tử tử sĩ, các giấy tờ liên quan khác nếu có. Thứ hai, về hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp đối với từng đối tượng trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần. Trong đó, hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng được lập thành 3 bộ, gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội một bộ, lưu tại Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh một bộ, tại Bộ Tư lệnh Quân khu một bộ, hoặc lưu tại Cục Chính sách một bộ đối với các đối tượng do Cục Chính sách ra quyết định. Mỗi bộ hồ sơ sẽ bao gồm một bảng khai cá nhân của đối tượng theo mẫu số 1A, bảng chính mỗi, hoặc một số loại giấy tờ làm căn cứ xét duyệt. Đủ yếu tố chứng minh đúng đối tượng, điều kiện hưởng chế độ và thời gian công tác của đối tượng theo hướng dẫn. Một biên bản xét duyệt của Hội đồng Chính sách xã phường thị trấn theo mẫu số 2, bảng chính 1, công văn xét duyệt và đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh theo mẫu số 4, bảng chính từng đợt. Báo cáo các cấp kèm theo công văn đề nghị mẫu số 3A, danh sách đối tượng mẫu số 3B, bảng chính. Hồ sơ bàn giao cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội để chi trả chế độ cho đối tượng bao gồm bản khai cá nhân của đối tượng, bản xét duyệt và đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoặc Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quyết định và giấy giới thiệu hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của Bộ Tư lệnh Quân khu hoặc của Cục Chính sách Tổng cục Chính trị đối với các đối tượng do Cục Chính sách Tổng cục Chính trị ra quyết định. Còn hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần được lập thành 2 bộ, đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh, lưu Ủy ban Nhân dân huyện một bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh một bộ, đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng giải quyết thì lưu tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh một bộ,
Bộ Tư lệnh Quân khu hoặc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội một bộ. Mỗi bộ bao gồm một bảng khai cá nhân của đối tượng hoặc thân nhân đối tượng đối với các đối tượng đã từ trần theo mẫu số 1B hoặc 1C, bảng chính 1. Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử tử sĩ đối với các đối tượng đã từ trần, bản chính hoặc bản sao một hoặc một số loại giấy tờ căn cứ xét duyệt hướng dẫn theo quy định nếu có. Một biên bản xét duyệt của Hội đồng Chính sách xã phường thị trấn theo mẫu số 2, bảng chính từng đợt. Báo cáo các cấp sẽ kèm theo công văn đề nghị theo mẫu số 3A, danh sách đối tượng theo mẫu số 3C, bản chính. Quý vị ơi, vậy là kênh vừa trao đổi xong với quý vị một số quy định liên quan tới chế độ chính sách đối với quân nhân người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân tham gia chiến tranh. Bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có thời gian công tác dưới 20 năm đã phục viên xuất ngũ thôi việc. Khi nghe đọc nếu quý vị còn băn khoăn ở nội dung nào hãy bình luận bên dưới để đội ngũ kênh giải đáp nhé. Đội ngũ kênh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của quý vị đối với kênh. Và quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi mỗi ngày nhé. Tiếp theo chương trình xin phép gửi đến quý vị một câu chuyện ý nghĩa mang tên Hôm ấy đẹp trời chuyện ngắn của Lê Đăng Kháng. Cô cúi xuống miết những đầu ngón chân trên nền gạch hoa bằng những đường hoa văn ngoằn ngoèo khó hiểu. Em cứ nói những băn khoăn ra hết đi. Xin khích lệ. Em chỉ sợ những lỗi lầm của em, sao anh chia sẻ cho em được? Anh hiểu ý em, lỗi lầm của em có hoàn cảnh. Em dám tìm đến đây xin nhận con làm anh cùng bà con cô bác ở đây bất ngờ. Anh càng yêu ở sự trung thực, không phải ai cũng muốn chuộc lỗi như em đâu. Em rất dũng cảm đối mặt với bản thân. Những cuộc gọi của nương từ Đài Trung về cho cha con xin thưa dần rồi mất hẳn. Hết hạn hợp đồng, nương không về, cô gửi về một lá thư. Trong thư gửi kèm một tờ đơn cô đồng ý cho xin đơn phương ly dị, anh xin, anh tha lỗi cho em. Hãy coi cuộc hôn nhân trước đây của chúng ta như một sai lầm anh à. Đời người ai cũng có sai lầm kể cả hôn nhân. Chúng ta phải làm lại. Em đã có một hôn nhân khác với người Đài Loan. Kèm thư này, em gửi một lá đơn về tòa án, đồng ý cho anh đơn phương ly dị. Em gửi luôn ngân phiếu để anh trả nợ ngân hàng, tiền đóng cho em đi lao động. Cảm ơn anh. Anh cho em nói cùng bé Mỹ Yên. Mỹ Yên con yêu quý, tha lỗi cho mẹ. Hãy học giỏi và ngoan con nhé. Mẹ không thể về Việt Nam bây giờ được. Mẹ sẽ gửi tiền về phụ cho con ăn học. Mẹ của con, Ngọc Nương, thế mà đã 4 năm. Cái cảm giác như ai đó lấy búa nện một nhát chí mạng vào ngực anh nay đã không còn. Nhủ lòng không nghĩ đến chuyện cũ nữa, thế mà bất chợt sinh vẫn phải nghĩ đến. Hôn nhân tan vỡ thật chẳng dễ nguôi ngoai. Nhưng thôi, ta phải đứng lên đi tiếp. Thu dọn đống sổ sách, anh Rộng đứng lên thì bưu tá phường xuất hiện trao cho Sinh một lá thư. Cầm phong thư anh hồi hộp, linh tính mách bảo anh chuyện không bình thường. Huỳnh Tấn Sinh, số, đường Võ Thị 6. Cái gì? Ai thế này? Sinh mở thư, kính thưa anh. Mong anh tha lỗi về sự đột ngột này ạ. Em chính là người mẹ có tội đã bỏ rơi hòn máu rứt ruột của mình ở công viên thành phố rạng sáng hôm ấy. Bé vô cùng may mắn được anh cứu mạng. Qua tin nhắn trên báo, anh cho phép mẹ bé được đến nhận con. Em chỉ còn biết nói lời cảm ơn anh. Trong thư em gửi kèm tin nhắn của anh trên báo đây ạ. Em mong được liên lạc với anh qua số di động anh ghi trên báo. Kính thư, em, Mạc Thị Lành. Sinh đâm mất bình tĩnh. Tay anh run run khi gấp lá thư. Không muốn về. Sinh ngồi lại phân xưởng để trấn tĩnh. Mình sẽ mất đứa con gái kháu khỉnh này ư. Mỹ An được 14 tháng rồi. Con bé đã thành một phần máu thịt của Sinh và chị hai nó. Khoảng hơn 5 giờ sáng hôm đó, anh bỏ dở cuộc đi bộ. Từ một gốc cây sao hay bằng lăng gì đó, Sinh bế thốc cái bọc quần áo bên trong có tiếng họ, e của trẻ sơ sinh. Cứ thế anh băng ào ra ngã tư đường, vừa may gặp tốp công nhân đi làm ca về. Anh gọi giật, em ơi, em gì ơi, giúp anh với. Nhìn Sinh ôm cái bọc với vẻ hớt hải, cô công nhân như hiểu ra, liền dục, anh lên xe, lên đi. Cô này làm như người trong phường nên nhớ đường ngang lối tắt phóng đến trạm y tế. Đến nơi, Sinh kêu lên, bác sĩ ơi, cứu bé giúp tôi. Cô y tá còn bận đầu ngủ chạy ra. Nhìn Sinh cùng cái bọc trên tay, cô nói, anh vào trong phòng. Cô chỉ ghế cho Sinh đoạn nói, anh ngồi đi để em vào kêu bác sĩ. Hai người mặc áo blue trắng trở ra. Bác sĩ liền đỡ ngay cái bọc rồi bảo Sinh, anh cứ ngồi đây chờ chúng tôi lo cho bé. Từ phía phòng trong, Sinh nghe rõ tiếng va chạm của dụng cụ y tế. Tiếng ọ, e rồi tiếng khóc to dần lên oe, oe, có vẻ như tiếng khóc giật lên. Bác sĩ làm động tác vỗ lưng cho bé trào nước nhãi trong miệng ra, bé càng khóc dữ. Tiếng khóc chào đời của đứa trẻ sau khi được bác sĩ cấp cứu thành công.
Bác sĩ trở ra bằng một nét mặt thư giãn chứ không căng thẳng như ban nãy. Lẽ ra cháu bé phải được bú sữa mẹ ngay. Nhưng giờ cháu đã bú sữa bình cũng ổn rồi. Bú no cháu sẽ ngủ một giấc ngon. Bác sĩ trấn an Sinh và tự giới thiệu, tôi là Liên, bác sĩ trưởng trạm. Còn anh, tôi là Huỳnh Tấn Sinh, tôi đi bộ buổi sáng. Và như bác sĩ biết, Liên đẩy một tách trà nóng ướp hương nhài về phía Sinh. Anh uống ly trà cho tỉnh táo. Cảm ơn chị. Sinh đón ly trà uống từng ngụm nhỏ. Hương vị trà nhài thơm mát khiến Sinh tỉnh táo. Không ngờ trạm y tế có trà ngon vậy. Anh có định nuôi cháu không? Anh bàn kỹ với chị nhà đi. Nếu không, chúng tôi làm thủ tục chuyển bé sang trung tâm bảo trợ trẻ em. Trường hợp này cũng nhiều. Ở đó các cháu sẽ được nuôi dưỡng và chăm sóc chu đáo. Dạ. Sinh ngần ngừ, anh phát nhanh trong đầu. Mình sẽ nuôi bé. Nó sẽ là con của mình, để nó có chị có em với Mỹ Yên. Tôi sẽ nuôi bé, Sinh quả quyết. Bác sĩ Liên nhìn Sinh và nói, anh thật dũng cảm bởi lòng thương trẻ. Thế anh định đặt tên cháu là gì, để chúng tôi làm khai sinh cho cháu? Tên cháu là Huỳnh Mỹ An, Sinh trả lời bác sĩ Liên. Liên reo lên, Mỹ An, tên đẹp ghê ha, con bé này sẽ hạnh phúc cho coi. Một lần nữa tôi chúc mừng cháu, chúc mừng anh. Rồi đây anh sẽ có một đứa con gái kháu khỉnh. Công nhân đã về hết từ lâu, bỏ lá thư vào túi, Sinh toan dắt xe ra thì di động trong túi anh kêu. Đầu dây bên kia tiếng một phụ nữ, alo. Em chào anh ạ, em là. Người bên kia ngập ngừng. Cô là ai? Sinh tỏ ra nôn nóng. Dạ, em là Lành. Em đã gửi thư xin gặp anh từ mấy bữa nay. À ra vậy, Sinh hiểu ra sự liên hệ của lá thư với cú di động này. Cô đang ở đâu? Anh có cảm giác như cô gái này đang ở gần đâu đây? Dạ, em ở thành phố này. Em mới từ dưới huyện lên, nhưng chưa dám gặp anh. Sinh nhìn quanh. Không lẽ cô ta đã nhìn ra mình cũng nên? Thôi được rồi, để tôi suy nghĩ. Sinh rơi vào trạng thái đắn đo. Đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Nếu vậy mai cô tới đi. Sinh tắt máy. Dạo mới nuôi bé mẹ anh nhiều lần nói gần, xa con nghĩ kỹ đi. Nuôi con bé mà không có mẹ nó không dễ đâu. Mẹ già yếu không thể phụ con hoài được. Nuôi con mọn khác gì trèo núi, càng lên cao càng khó thở. Với lại con nuôi sau này 10 đứa, 9 đứa nó trở trứng. Chả đứa nào thật lòng. Nghe mẹ đi, cứ nhắn trên báo ai có con cho họ đến nhận. Cũng là làm phước rồi. Sinh phân tâm không ít. Trong một phút đấu tranh tư tưởng, anh nghe mẹ gửi đăng tin nhắn. Tin gửi đi mãi không ai đến nhận. Một phần vì đang cao trào Covid. Hiện tại bé đã hơn 1 năm tuổi. Nuôi con đã mến tay mến chân. Sinh thương nó như con ruột. Mà con ruột chứ sao nữa. Bác sĩ Liên đã nói anh sinh ra nó lần thứ hai. Anh ẵm bé từ Hòn Máu chạy về y tế phường đêm đó không thể nào quên. Chả hiểu có phải vì thế mà giờ đây anh không bao giờ có ý nghĩ xa được con bé. Sinh đi bộ thể dục về đến cửa đã thấy một người phụ nữ. Con gái thì đúng hơn, nhìn bề ngoài cô này còn rất trẻ. Đoán là Sinh cô gái đứng lên lễ phép, em chào anh ạ, em là Lành. Em vừa tới như anh cho phép, nhìn lướt cô gái, Sinh nghĩ, người này mà nỡ bỏ rơi con ư. Lành có dáng người thon nhỏ, thanh thoát. Làn da trắng thường có ở các cô gái Hà Nội. Chả biết có phải người Hà Nội không, anh vội xua ý nghĩ đó đi. Sóng mũi thẳng như ống trúc, đôi mắt to nhìn tự nhiên của Lành đã đập vào ấn tượng ban đầu của người đối diện. Thần thái của cô gái nói lên con người này không đến nỗi bất hạnh. Sao ra nông nỗi này? Dạo còn đi học ở Ngô Quyền, Sinh cùng các bạn đã thuộc lòng câu thơ của Nguyễn Tất Nhiên, em hãy giữ tính tình con gái Bắc nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền. Con gái Bắc xưa diễn giỏi vậy sao? Cô vào nhà đi. Sinh đẩy cửa và chỉ ghế cho Lành. Đó là một cô gái có khuôn mặt đầy đặn gây cảm giác ban đầu, ưa nhìn. Ngồi ghế đi cô. Nói rồi Sinh rót cho Lành ly nước lạnh từ trong chiếc bình thủy tinh màu trắng xanh. Cái màu ta thường gặp như màu xanh các viên kẹo Nhật Bản bán ở siêu thị. Lành đưa hai tay đỡ ly nước. Cô uống từng hớp nhỏ, dè dặt như thể sợ bị nấc trong các buổi tiệc tùng. Cả Sinh lẫn Lành chưa biết mở lời ra sao. Hai người trong một phút đều chìm vào những ý nghĩ nội tâm. Sao giờ cô mới tới? Cô có nhớ ngày bỏ rơi bé không? Sinh đột ngột hỏi. Dạ có ạ. Lành như lạnh toát ở sống lưng. Cô lấy từ trong giỏ khoác ra tờ giấy gấp tư. Con bé ơi, tha tội cho mẹ. Không còn đường nào khác mẹ phải bỏ con. Xin các ông bà rủ lòng cứu con tôi. Nếu được, đến chết tôi không quên. Biên Hòa, ngày, tháng, năm, cô từ ngoài ấy vào à. Sinh đã dịu giọng. Dạ, em cả tin vào lời hứa. Nhưng người ta không cưới em nữa, mẹ anh ấy cho tiền phá thai. Em không nhận tiền, cũng không phá thai.
em vào Nam nương nhờ mợ em. Nhưng mợ bảo phải cho bé đi chứ không cho ở trong nhà. Mợ đi xem bảo đường nhiều người đi bộ sẽ cứu. Lành úp mặt vào hai bàn tay, vai cô rung lên. Sinh khoát tay nói, những cái đó cũng qua rồi. Giờ quan trọng là cô nuôi bé sao cho tốt. Thưa anh, nếu mẹ con em được đoàn tụ, em xin hứa nuôi dạy cháu thật ngoan, xứng đáng với công ơn của anh ạ. Ai ở trường hợp như tôi hôm đó cũng sẽ hành động như vậy. Vấn đề là cháu đã lớn, biết hết rồi, liệu nó có chịu theo người lạ hay không? 4 giờ sáng, Sinh bận quần áo tươm tất ra đến phòng khách đã nhìn thấy Lành ngồi đó với chiếc giỏ khoác như thể suốt đêm qua cô đã ngồi sẵn ở đây. Cô không ngủ được à? Hỏi vậy nhưng Sinh biết ai mà ngủ được trong hoàn cảnh này. Nghĩ đến vắng Mỹ An mỗi chiều đi trẻ về, nó ôm cổ ba mà thơm, tiếng gọi ba nũng nịu, Sinh đã thẫn thờ. Im lặng một lát Lành trả lời, dạ, em không ngủ được, chỉ mong trời sáng. Lành rụt rè hỏi Sinh, chắc anh cũng khó ngủ phải không anh? Ngủ gì nổi, Sinh trả lời cụt ngủn rồi anh quả quyết đứng lên. Anh nói, cô cầm cây dù này che xương cho bé. Tôi bồng bé ra trạm xe buýt, cũng gần đây. Cô biết rồi đó, độ trên 200 mét. Ra xe, cô ẵm nó. Hai người im lặng đi trên đường. Lành đi bên, cô mở dù che cho hai cha con. Trong cảnh này, chẳng khác nào hai vợ chồng trẻ bế con về thăm quê ngoại. Trong vài phút, xe đến, Sinh bế con lên xe. Bụng Sinh nôn nao, anh sắp mất đứa con này rồi. Đợi cho Lành ngồi xuống ghế, Sinh trao bé cho cô. Tay anh vô tình chạm nhẹ vào ngực và thân thể Lành. Cả hai bỗng lúng túng. Sinh bước ra cửa xe còn ngoái lại dặn, Lành về mạnh khỏe. Nuôi bé ngoan nha. Dạ, em nghe lời anh ạ. Anh về mạnh khỏe. Cho em gửi lời chào bà nội với bé hai anh nhé. Đợi cho hai vợ chồng dặn dò nhau xong, người tài xế để máy. Sinh bước xuống. Anh giơ tay tạm biệt mẹ con Lành cho đến khi dòng xe cộ buổi sáng trên đường nuốt chửng chiếc xe buýt. Thế là hết. Sinh bước đi trong nỗi giằng xé, một bên là nỗi nhớ thương con, một bên là lời hứa của lòng nhân đạo. Không về nhà, anh đến thẳng phân xưởng. Trong ngày nay anh biết phải ăn nói với Mỹ Yên sao đây khi thức dậy em nó đã bị cô Lành ẵm đi mất. Gấp sổ kế toán, Sinh chợt nhớ chiều nay sau tan ca, anh có cuộc hẹn tại nhà hàng sinh thái Hương Đồng, nơi xả stress lý tưởng. Bỗng chiếc di động trong túi Sinh rung giật rồi kêu lên. Giọng Mỹ Yên bên kia, ba ơi, ba về nhà có chút chuyện nha ba. Sinh lật đật phóng về ngay. Chưa kịp dựng xe thì Mỹ Yên cùng em Mỹ An lao ra. Con bé khóc nấc lên trong khi vẫn gọi ba. Anh bồng con bé lên, nó càng khóc dữ như hờn trách anh. Mỹ An ôm ghì cổ Sinh như nó sợ buông ra thì anh bỏ nó như sáng hôm nào. Ngoan nào, ba thương mà, Sinh cũng dần dần nước mắt. Anh dỗ mãi xong Mỹ An vẫn nấc lên từng cơn. Vậy mà Mỹ Yên lý lắc giấu ba không nói ngay. Sinh vẫn nhâng bổng con gái lên mà hôn. Nhìn cảnh cha con Sinh đoàn tụ, Lành chỉ còn biết đứng ngây ra nhìn. Cô không sao nói thành lời. Bất giác, Lành cảm thấy chạnh lòng. Giá như Sinh là ba ruột của Mỹ An. Mỹ An gầy tọp hẳn, hai mắt khóc đỏ mọng như trái nhót. Lành thì phờ phạc. Cô rụt rè nói với Sinh, bé nhất định không chịu uống sữa, không chịu cho em bón cơm. Bé khóc hoài luôn miệng đòi về ba với chị hai. Sinh lắc đầu chia sẻ, tôi biết trước sẽ khó mà. Vì bé đã lớn chỉ quen có ba với chị hai. Giờ Lành nghỉ đi, tối tôi về sẽ tính tiếp. Sinh dắt xe định đi thì Mỹ An thét lên, chạy theo, ba. Ba, nó đòi theo anh, chị Mỹ Yên phải giữ em lại và nựng khéo. Bé Mỹ An ngoan mà, ba ra xưởng, ba về liền chở em đi một vòng nha, chịu không nè. Hơn tuần nay, Sinh bố trí cho Lành vào làm tạp vụ trong xưởng. Ngoài giờ, cô phụ giúp Sinh việc nhà như một ô xin tự nguyện. Theo Sinh, anh muốn tạo cho mẹ con Lành dần quen nhau. Song bà Lương tỏ ra khó chịu. Bà thương con bé, nhưng Lành bà khó lòng tiếp nhận. Nhân lúc vắng bà hỏi Sinh, con tính cho cô ấy, bà gọi Lành là cô, ở luôn trong nhà này mà không sợ dư luận dị nghị sao? Sợ nỗi gì mẹ? Cả khu phố này ai mà chẳng biết Lành tìm tới đây để xin nhận lại Mỹ An. Con cho cô ấy ở lại là hợp lý. Bà Lương rất tinh ý. Gần đây bà để ý thấy chiều nào Sinh cũng chở Lành đi đón bé. Quần áo của Sinh, Lành ủi tươm tất như vợ ủi cho chồng. Buổi tối, chúng như vợ chồng chở hai đứa con đi nhà hàng uống sinh tố. Bà Lương nghi ngờ hỏi Sinh, con tính tiến tới tình cảm với con Lành sao? Con chưa biết mẹ à? Nhưng sao mẹ hỏi con câu ấy? Sinh hỏi lại mẹ. Mẹ cần biết điều đó con à? Rồi bà dịu giọng, hôn nhân của con đã một lần đổ vỡ. Cô ta đã như vậy. Ý bà Lương là người như Lành liệu có xứng đáng để Sinh đặt niềm tin lâu dài. Con biết mẹ muốn nói đến quá khứ của Lành.
con xin mẹ cần có cái nhìn bao dung, cởi mở hơn. Lỗi lầm của lành có hoàn cảnh của nó. Không lẽ lành chịu sống mãi với quá khứ hả mẹ? Vâng, hôn nhân con đã một lần đổ vỡ. Mẹ cho con được cân nhắc, tự quyết. Bà Lương chưa chịu. Bà nói thẳng, ở xưởng thiếu gì những đứa con gái trẻ, đẹp lại có trình độ. Sao con không chọn? Mẹ của Mỹ Yên cũng đẹp đó mẹ. Nói thiệt, con sợ vợ đẹp lắm rồi. Mẹ nghĩ coi, đứa con gái trẻ nào chịu vào đây làm mẹ hai đứa con của con. Vừa lúc, lành cùng Mỹ Yên đi đón em về. Mỹ Yên kéo ba ra một góc. Nó thì thầm vẻ quan trọng. Ba ơi, bà Tám kỳ quá. Bà nói con, mày có mẹ khác rồi sao? Con nói, cô con dưới quê lên đó. Bà còn nói, nhà mày nam giật. Cô mày sao nói tiếng Bắc? Bắc có sao đâu, ba nhỉ? Xin cười cười, ai nói sao kệ người ta? Mình lo nhà mình là được con. Lớn lên con sẽ rõ, mình không thể sống vì dư luận đâu con. Từ lâu, Sinh có thói quen uống trà nhài vì nó thơm và mát. Anh đặc biệt nhớ ly trà buổi sáng hôm ấy ở trạm y tế phường bác sĩ Liên trao cho anh. Tiếng khóc chào đời của Mỹ An, hương vị ly trà khiến anh hạnh phúc. Anh cho đó là một ngày đặc biệt, ngày đẹp. Sinh coi lại sổ kế toán và sổ chấm công. Lành hãm cho anh một bình trà nhài như mọi khi cô từng làm. Bỗng Sinh ngẩng lên anh gọi cô, Lành à, em tới đây anh nhờ chút. Lành y tứ ngồi xuống cạnh bàn. Dạ, anh nhờ em chuyện gì ạ? Chấm công, nhưng là công tăng ca. Đây này, cứ 4 lần tăng ca, mỗi lần 1,5 tiếng từ 4 giờ 30 phút đến 6 giờ, em cộng cho người ta đủ một công để làm lương. Em làm được không? Sinh đưa sổ. Không tới 30 phút sau, Lành đã quy đổi được 20 công tăng ca trong phân xưởng. Sinh vui ra mặt. Anh reo lên, em khá ghê. Có cô trung cấp còn nhầm đó. Không ngờ Lành tiếp thu khá nhanh, cộng tăng ca không bỏ sót một ai. Bình trà hết nước, Lành đứng lên châm thêm. Sinh đặt nhẹ tay anh lên cổ tay Lành. Em ngồi xuống. Anh hỏi em câu này, Sinh đã gọi Lành bằng em. Từ em trong giờ phút này cởi trói cho hai người. Em làm với anh gần nửa năm rồi. Mỹ An dần quen em. Nhưng quen và thương em như mẹ con thì cần phải lâu dài. Em có tính chuyện về ngoài đó không? Ý Sinh muốn hỏi Lành có muốn về quê ngoài Bắc. Dạ chưa ạ, em chưa nghĩ đến chuyện đó. Không đắn đo, Sinh tấn công luôn, anh muốn em ở lại đây lâu dài. Em làm mẹ hai đứa con cho anh. Ý em sao? Đột ngột quá anh à? Em. Lành không diễn đạt nổi những phân vân của cô cho Sinh hiểu. Cô cúi xuống miết những đầu ngón chân trên nền gạch hoa bằng những đường hoa văn ngoằn ngoèo khó hiểu. Em cứ nói những băn khoăn ra hết đi. Sinh khích lệ. Em chỉ sợ những lỗi lầm của em, sao anh chia sẻ cho em được? Anh hiểu ý em, lỗi lầm của em có hoàn cảnh. Em dám tìm đến đây xin nhận con làm anh cùng bà con cô bác ở đây bất ngờ. Anh càng yêu ở sự trung thực, không phải ai cũng muốn chuộc lỗi như em đâu. Em rất dũng cảm đối mặt với bản thân, anh cho em thời gian. Em sợ gì? Sinh hỏi, bà nội chưa thông cảm hết đâu anh. Anh cũng biết điều đó mà, anh hiểu rồi, Sinh trấn an. Anh yêu em, thương em là đủ. Sinh nói tiếp những câu rất quyết đoán. Em lấy anh hay lấy mẹ anh? Ấy chết anh ơi! Anh nói vậy tội chết. Sao mà chết? Em đồng ý yêu anh không? Sinh không chịu buông tay Lành ra. Lành bối rối quá. Cô cúi nhìn xuống. Sinh khẽ nâng mặt cô lên. Anh ôm lấy Lành. Người cô run bắn lên. Gần như không tự chủ, Lành bám hai tay vào bờ vai vững chãi của Sinh như sợ té ngã. Đã gần 5 năm nay, Sinh không có cảm giác thế này với phụ nữ. Đằng này, đây lại là người anh đặt niềm tin yêu. Cứ thế, Sinh hôn thật chặt lên môi Lành, hình như máu trong người họ đang chạy ngược lên. Cả hai đều cảm giác nóng bỏng ở đầu môi. Quý vị đừng vội rời đi, chương trình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện ý nghĩa mang tên Mang trái tim người khác, chuyện ngắn của Nguyễn Thị Lena. Ngân hít một hơi thật sâu, thấy như được tiếp thêm năng lượng. Biển là tình yêu của cô và là bố của con cô. Cô không thể để tuột mất thứ quý giá của đời mình. Cô gọi một chiếc taxi nhằm ra hướng biển. Ngân ngồi ở sảnh chờ trước phòng hậu phẫu đã mấy giờ đồng hồ, ruột gan như lửa đốt. Những âm thanh hỗn độn xung quanh như dội thẳng vào khiến cô càng thêm mệt mỏi. Nghe rõ, tiếng ai đó chỉ chiết, cãi nhau cách chỗ Ngân ngồi một quãng. Tiếng người đàn ông bên cạnh thở dài não nuột. Bước chân đi lui đi tới của người đàn bà luống tuổi. Ngân chìm đắm trong nỗi mông lung. Chỉ một thời gian ngắn, mọi thứ ảo đến vần vũ như một trận cuồng phong làm đảo lộn hết mọi thứ. Cái buổi chiều, người ta báo tin Biển bị đột quỵ phải vào viện cấp cứu làm Ngân chạy sấp ngửa như một kẻ bấn loạn. Vừa đến nơi, cô khuỵu xuống khi nghe bác sĩ bảo
Biên bị suy tim nặng. Trước mắt Ngân là khoảng không mờ mịt. Vừa mới cưới nhau xong, ngày vui chưa được tày gang, lẽ nào ông trời chia cắt đôi trẻ? Ngân nấc lên, nước mắt giàn giụa. Biên của cô phong độ khỏe mạnh, là sự vững chãi mà Ngân tin tưởng dựa vào, sao bỗng nhiên thành ra thế này? Lòng cô như mớ bòng bong. Bạn bè, người thân, mỗi người một ý, hy vọng có, bi quan có. Dù vậy, Ngân vẫn một niềm tin rằng Biên sẽ khỏi bệnh. Và cứ thế, kiên nhẫn, Ngân chờ đợi. Nhưng càng ngày, phác đồ điều trị cho Biên ngày một phức tạp, bác sĩ lo lắng sau mỗi lần thăm khám và các cuộc hội chẩn diễn ra liên tục, khiến Ngân linh cảm điều chẳng lành. Điều gì đến đã đến, tim của Biên đã không thể chữa, chỉ còn một cách, thay tim. Biên từ từ mở mắt, xung quanh, một màu trắng lạnh. Anh tỉnh rồi, chúc mừng nhé. Bác sĩ đến bên, nhẹ nhàng bơm thêm thứ thuốc màu vàng nhạt vào lọ thuốc đang truyền. Một lúc, anh thấy các cơn đau từ từ giảm lại, hẳn là thứ thuốc giảm đau cực mạnh cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Cuối cùng, Ngân cũng được bác sĩ gọi. Cô khoác chiếc áo choàng màu xanh nhạt dành cho người nhà bệnh nhân, chân bước líu díu, khấp khởi đến bên giường bệnh. Cúi xuống vuốt những sợi tóc dính bết trên trán chồng, mắt rưng rưng, bác sĩ bảo ca ghép thành công anh ạ, ơn trời. Biên cầm bàn tay gầy gầy của Ngân, nắm nhẹ, cảm ơn em. Rồi lại thiếp đi vì tác dụng của thuốc gây mê. Ngân chìm trong căn phòng yên ắng, chỉ còn lại tiếng tích tích của hệ thống máy móc. Cô thầm cảm ơn trời đất đã thấu tỏ lòng cô. May mắn kịp đến với Biển, khi đang trong tình trạng khẩn cấp thì có người đăng ký hiến tạng. Của một người đàn ông gần 30 tuổi, bị tai nạn, chết não. Một sự trùng hợp trời cho. Ca mổ ghép tim cho Biển diễn ra nhanh chóng, may mắn, trái tim người hiến tặng hoàn toàn phù hợp với anh, mọi thứ tương thích một cách kỳ lạ. Cuộc phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, trả lại cho Ngân người đàn ông hào hoa phong độ mà cô đã lựa chọn. Cưới nhau xong, hai vợ chồng Ngân Biển ở chung cùng bố mẹ vợ trong căn biệt thự trung tâm thành phố. Để thỏa mãn thú chơi cây cảnh của Biển, cũng là nơi anh thư giãn cùng bạn bè một cách thoải mái, Biển có quán cà phê chiều, rất đẹp với nhiều cây cảnh đắt tiền được chăm sóc kỹ lưỡng. Khách đến đây ai cũng trầm trồ thán phục, mắt tròn mắt dẹt trước sự đa dạng của cây cảnh quý hiếm. Có người thốt lên lời, cảm phục chủ nhân trẻ tuổi mà kiên nhẫn làm công việc của những người già. Dạo gần đây, Biển thường hay về muộn. Anh bảo có nhiều việc cần giải quyết. Ngân hiểu, công việc của anh theo thời vụ, có những thời điểm không tránh khỏi đi sớm về muộn, âu cũng là lẽ thường. Đôi lúc Ngân thấy Biển ngồi thẫn thờ, mắt xa xôi, trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ anh cũng như mình, tâm lý mong chờ tiếng bi bô của trẻ nhỏ. Ngân dự định, sau đợt tái khám, nếu việc ghép tim của anh đã ổn định, cô sẽ bàn với chồng. Ngân tự động viên mình, tế nhị không hỏi, tránh cắt ngang dòng suy nghĩ của Biển, rồi lẳng lặng đi làm việc của mình. Chẳng biết từ khi nào, thỉnh thoảng, Ngân thần người ra, thấp thỏm, cảm giác bất an. Biên vẫn đều đặn lịch trình làm việc, sáng chiều nào cũng tạt qua quán cà phê, bảo xem khách hứa và cây cối thế nào. Thế nhưng, đôi khi len lỏi trong tâm trí Ngân nỗi trống trải khó gọi tên. Nhiều buổi chiều trôi qua trong vắng lạnh, cô thẫn thờ ngồi bệt bên bệ cửa, mặc những ý nghĩ thi nhau trườn qua như những cơn gió chướng. Dù có tự tìm lý do bào chữa cho Biên thế nào, thì Ngân cũng không cảm thấy yên lòng trước sự khác thường của chồng. Nhất là hôm Ngân mang quần áo Biển đi giặt, cô lặng người khi thấy mấy sợi tóc tơ vương trên áo. Không phải của Ngân. Lẽ nào, Biển có người đàn bà khác sao? Là ai? Từ khi nào? Mà không, sợi tóc mảnh, hoe vàng tự nhiên, như tóc trẻ con. Vậy là sao? Một chuỗi nghi vấn dồn dập trong đầu khiến Ngân như một kẻ không hồn, ôm chồng quần áo đứng như chôn chân trước cửa phòng tắm. Tự trong thẳm sâu lòng mình, Ngân cố biện minh cho Biển, nhưng liền đấy là nỗi lo sợ chiếm hữu. Nỗi hoang mang khiến Ngân như người mất phương hướng. Bản năng của người đàn bà đã thôi thúc và Ngân không thể ngồi yên. Dù cố mấy, Hiên cũng không muốn tin rằng Nhân đã ra đi. Những buổi chiều, nhìn khu vườn ủ rũ dưới bóng nắng cuối ngày, trong Hiên lại cồn lên nỗi nhớ chồng. Nhân có một sở thích từ những ngày còn ở quê, đó là rất thích làm vườn. Thế nên cưới nhau xong, hai vợ chồng quyết định mua mảnh đất ở rìa thành phố, đủ để làm nhà và canh tác. Dù công việc cơ quan bận bịu chiếm nhiều thời gian, nhưng những lúc rảnh rỗi, khoảnh vườn nhỏ xanh non đủ các loại rau củ là nơi hai vợ chồng bên nhau. Giờ thì các luống vườn trở nên cỗi cằn buồn bã vì thiếu vắng bàn tay một người. Yêu nhau từ khi về làm chung cơ quan, Hiên làm hành chính, quản lý hồ sơ, còn Nhân nằm trong đội cảnh sát cơ động. Chiều ngày 30 tháng 4 hôm ấy, trước khi lên ca trực, Nhân hôn lên trán cu Bon, bảo hai mẹ con tối nay cứ ngủ trước đừng đợi anh, vì những ngày này thường hay có sự vụ, anh sẽ về muộn. Thế nhưng, khi cùng đồng đội ngăn chặn nhóm thanh niên đua xe trái phép vì tránh nguy hiểm cho một người dân thường, Nhân đã bị tai nạn.
Khi biết chồng không thể qua khỏi, trong tột cùng đau đớn, chợt lóe lên trong đầu Hiên một ý nghĩ táo bạo, xin phép nhân và gia đình, hiến tặng cho những bệnh nhân cần đến. Hiên nhớ như in cái giây khắc nhân hôn mê, cô cầm bàn tay anh, khóc không thành tiếng. Anh, em không muốn sự hy sinh của anh là vô ích, nên đã nghĩ đến việc để anh hiến tặng. Anh đồng ý nhé. Nhân nằm bất động, hai giọt nước lăn ra từ đuôi mắt, nhưng gương mặt chợt ánh lên vẻ mãn nguyện, như là anh đã nghe thấu lời thì thầm của vợ. Đôi lúc, Hiên ngồi im như cái bóng với ý nghĩ cơ thể nhân không còn nguyên vẹn. Giờ, không biết những ai được nhận một phần cơ thể của chồng mình. Đêm xuống, nhìn coupon say giấc, Hiên nhớ chồng da diết, khuôn mặt vuông cạnh. Hàm râu quai nón, lúc nào cũng cạo nhẵn kẻo sợ làm coupon đau. Loại đàn ông gì mà môi lúc nào cũng đỏ tươi, với cái tật thường hay mím lại mỗi khi muốn được vợ yêu chiều. Và, thứ luôn trở đi trở lại trong tâm thức Hiên, đó là trái tim nhân, không biết khi ở trong lồng ngực người khác, có đập những nhịp ấm áp như ngày xưa. Nếu gặp Hiên, liệu trái tim ấy có còn thổn thức? Bao đêm, Ngân chăn trở không yên. Linh cảm đàn bà khiến cô cảm thấy bất an. Biển vẫn thế. Về nhà, anh vẫn tròn vai một người chồng yêu chiều vợ, chăm chỉ việc cơ quan và không quên chăm sóc cái quán cà phê ngày một đông khách. Thời khắc này, cả hai gia đình đang lo lắng dõi theo sức khỏe của Biển sau phẫu thuật. Ngân còn thời gian đâu và nỡ nào lại bày đặt những chuyện không có căn cứ. Dù bao cảm xúc rối ren, nhưng rồi Ngân chợt nghĩ, chẳng phải mình đã thỏa mãn ước nguyện mà chỉ mới cách đây ít lâu, mình đã khóc hết nước mắt để cầu trời khấn Phật đó sao? Trời cũng thương Ngân đấy thôi, đã trả lại cho Ngân người đàn ông mà cô dành trọn yêu thương, trả cho cô người đàn ông đích thực của đời mình. Vậy thì việc gì phải lăn tăn nữa chứ? Nhưng làm sao Ngân có thể ngồi yên? Cảm giác mơ hồ về một điều hệ trọng khiến Ngân chống chênh mất thăng bằng. Chính nỗi mơ hồ không rõ ràng ấy mới hành hạ dày vò Ngân khủng khiếp. Bao đêm, Ngân chăn trở không yên. Linh cảm đàn bà khiến cô cảm thấy bất an. Biển vẫn thế. Về nhà, anh vẫn tròn vai một người chồng yêu chiều vợ, chăm chỉ việc cơ quan và không quên chăm sóc cái quán cà phê ngày một đông khách. Thời khắc này, cả hai gia đình đang lo lắng dõi theo sức khỏe của Biển sau phẫu thuật. Ngân còn thời gian đâu và nỡ nào lại bày đặt những chuyện không có căn cứ. Dù bao cảm xúc rối ren, nhưng rồi Ngân chợt nghĩ, chẳng phải mình đã thỏa mãn ước nguyện mà chỉ mới cách đây ít lâu, mình đã khóc hết nước mắt để cầu trời khấn Phật đó sao? Trời cũng thương Ngân đấy thôi, đã trả lại cho Ngân người đàn ông mà cô dành trọn yêu thương, trả cho cô người đàn ông đích thực của đời mình. Vậy thì việc gì phải lăn tăn nữa chứ? Nhưng làm sao Ngân có thể ngồi yên? Cảm giác mơ hồ về một điều hệ trọng khiến Ngân chống chênh mất thăng bằng. Chính nỗi mơ hồ không rõ ràng ấy mới hành hạ dày vò Ngân khủng khiếp. Vừa ăn sáng xong, Ngân nôn thốc nôn tháo. Nghĩ chắc bị ngộ độc thức ăn, cô mở ngăn kéo lấy gói men tiêu hóa. Chợt sực nhớ ra, mình đã trễ kinh 2 tuần. Nghi ngờ, hồi hộp, lo lắng. Khi que thử hiện lên 2 vạch hồng đậm, Ngân vỡ òa trong niềm vui sướng. Ngân để nguyên quần áo nằm vật ra giường. Cô nhìn mọi thứ, căn phòng này đều do chính tay cô và Biển lựa chọn, tất cả đều một màu hồng phơn phốt, trang nhã và thích mắt. Ngân sẽ cất giấu sự kiện này, chờ khi Biển về, sẽ cho Biển một bất ngờ, hẳn là anh sẽ vô cùng hạnh phúc. Vừa lúc điện thoại cô có tin nhắn, anh đi công tác đột xuất. Một sự lạ lùng, anh ấy đi đâu? Việc gì mà đến mức không thể báo trước? Linh cảm có chuyện chẳng lành, chợt luồng điện chạy dọc sống lưng khiến Ngân đứng như trời trồng. Không lẽ, như một cuốn phim quay chậm. Trước mắt Ngân là hình ảnh người đàn bà trong bộ quân phục ôm lấy cơ thể tròn lẳn cùng đứa bé chừng 4 tuổi đứng nói chuyện với Biển ở sảnh cơ quan. Thì vẫn người đàn bà ấy. Nhưng việc nhiều buổi chiều Biển thường đi ngược ra hướng Biển như lời cô bạn nói, nghĩa là sao? Yêu nhau, lấy nhau mấy năm, chưa bao giờ Ngân nghe Biển nhắc đến người thân nào ở ngôi làng ấy. Vậy, Biển đi ra hướng đó làm gì? Liệu hai mẹ con người đàn bà và ngôi nhà cuối roi cắt phía Biển có mối liên hệ gì với nhau, với Biển? Có khi nào? Chẳng lẽ là cái tổ chuồn chuồn mà Biển giấu cô? Chợt hình ảnh sợi tóc hoe vàng dính trên áo Biển hôm nào khiến Ngân sững sờ trong giây lát. Khoảng lặng giữa hai nhịp thở là nỗi buồn rằng rặc, miên man vô tận. Suốt mấy hôm liền, Ngân bần thần như người mất hồn, mặt sọ đi, già thêm mấy tuổi. Cô thầm cầu mong có một sai số, hay đó chỉ là một sự trùng hợp. Cô cứ tự hỏi, có bao nhiêu con người trong Biển, và đâu là con người thực. Ngày trước, lúc bên Ngân, Biển ấm áp là thế, cởi mở, gần gũi là thế kia mà. Bản năng của một người vợ, linh cảm đàn bà, khiến Ngân không thể ngồi yên, cô lần tìm số điện thoại của vị bác sĩ đã từng phẫu thuật cho Biển. Từ lúc gặp mẹ con Hiên, Biển như trở thành một người khác. Anh không rạch ròi được những gì đang diễn ra.
Đôi khi anh dã rời vì sự mâu thuẫn trong chính con người mình khiến mấy đêm liền Biền hầu như không ngủ. Không biết từ bao giờ, cứ hết giờ làm, Biền không về nhà ngay mà rẽ theo một hướng khác, dừng lại trước cổng trường mẫu giáo. Người đàn bà trẻ dắt tay một đứa bé, vừa ra cửa, nhìn thấy Biền, thằng bé hớn hở bỏ tay mẹ ra, chạy ào đến bíu lấy Biền ríu rít kể chuyện. Biền nhoai người bế bổng thằng bé lên hôn chụt vào trán, rồi cả ba cùng hướng về ngôi nhà cách xa thành phố chừng 3 roi cát. Ở đó, Biền cởi trần làm bò cho cu bon cưỡi, làm người đàn ông trụ cột trong ngôi nhà côi cút của hai mẹ con. Tiếng cười như nắc nẻ của cu bon quyện lẫn trong làn khói từ đám lá dương khô hiên vừa nhóm. Bữa cơm đầm ấm cả ba người, cứ như nhân chưa từng ra đi bởi cái hôm định mệnh ấy. Thi thoảng, Biền xuất hiện ở ngôi nhà cấp 4 bao quanh là những cây dứa dại cách quãng, cứ như là chủ nhân, quen thuộc và rành rẽ. Mấy luống khoai đã bén hơi đất, ủ rũ trong nắng chiều. Biền đi một vòng quanh nhà, sắp xếp lại các vật dụng ngăn nắp đâu vào đấy, rồi sắn quần vác cuốc vun tiếp mấy luống khoai chắc hôm qua Hiên đang làm dở. Xong, anh cất dọn, treo cái cuốc lên đúng vị trí mà trước đây Nhân vẫn thường cất. Mọi thứ, sạch sẽ và ngăn nắp. Tất cả diễn ra như một quán tính. Đôi lúc Biền tự bào chữa rằng cuộc phẫu thuật ghép tim khiến anh dừng công việc hơi lâu, giờ bắt nhịp lại thấy khó chăng. Không phải, cảm giác này Biền chưa trải qua bao giờ. Nó vừa hồi hộp, xen lẫn lo lắng. Vừa kích thích khi nghĩ đến hai mẹ con người đàn bà ấy, lại vừa xấu hổ, cắn rứt. Dừng lại, không thể nào. Tiếp tục, lại khiến Biền dày vò giữa các tận độ cảm xúc. Mâu thuẫn, co kéo, giằng xé, khiến Biền bị stress ghê gớm. Anh muốn chạy trốn, tất cả. Nhắn xong cái tin cho vợ, Biền tắt điện thoại, nhốt mình trong căn phòng trọ đã hai hôm nay. Vốc một vốc nước phả lên mặt, nước mát làm anh tỉnh hẳn. Biền nhìn vào gương, vẫn là anh đấy thôi, vẻ mặt đàn ông cương nghị, hồng hào hơn, có lẽ do ngấm nhiều thuốc bổ, nhưng đôi mắt trũng sâu. Thì ra, anh có thể như con sâu cái kiến chạy trốn khỏi thế gian, nhưng không thể chạy trốn khỏi lương tâm đang ngày đêm tự vấn. Biền nghĩ đến Ngân, chắc cô ấy đang thắc mắc và trông đợi chuyến công tác đột xuất của mình. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện qua chiếc gương soi, lạ thay, thấy ẩn hiện trong đó là ánh mắt buồn buồn của Hiên, thấy gương mặt đang vui thoát xị xuống của cu bon mỗi khi Biền dắt xe ra về. Anh chợt nhớ ngôi nhà ấy, ngôi nhà có hai mẹ con cứ chờ đợi Biền đến. Biền hốt giật mình. Sao lại thế này? Sao mình lại ở đây? Dường như quên hết thực tại, Biền mở điện thoại, gọi taxi. Đường khuya thưa thớt người, anh giục tài xế tăng tốc, chiếc xe chạy như bay qua quãng đường vắng vẻ, nhưng anh vẫn thấy cứ chậm gì. Qua hết cây cầu huyền thoại, qua đoạn đường hai bên thưa thớt mấy ngôi nhà, qua mấy roi cát trắng lấp lóa, ngôi nhà thân thương cũng hiện ra. Anh bước nhẹ đến trước cửa, Hiên ơi, mở cửa cho anh. Câu nói thân thuộc như mỗi bận nhân về muộn Hiên thức đợi cửa. Cửa không khóa, Biền giật mình, khuya rồi sao đi ngủ mà Hiên để cửa thế này. Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lách người vào. Ánh sáng dịu dịu của chiếc đèn ngủ đủ sáng cho anh thấy trên giường chỉ có mỗi cu bon. Hiên đi đâu? Anh tìm một lượt khắp nhà, không thấy. Biền chững lại vì lo lắng, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Anh nhẹ nhàng khép cửa, không làm cu bon thức giấc, rồi nhắm hướng đồi cát, cứ thế mà chạy. Khuya lắm, Hiên không tài nào chợp mắt được. Từ ngày Nhân mất, bao nhiêu đêm Hiên trông trên cái cảm giác trống trải. Không gian tĩnh mịch thanh vắng, thi thoảng tiếng xe chạy vút qua, nghe buồn thao thiết, hẳn là cả xe và chủ không có ý định dừng lại ở cái roi cát chỉ mấy ngôi nhà thưa thớt này. Từ hôm gặp Biền, mọi thứ với Hiên cứ lãng đãng khói sương. Nhắn xong cái tin cho vợ, Biền tắt điện thoại, nhốt mình trong căn phòng trọ đã hai hôm nay. Vốc một vốc nước phả lên mặt, nước mát làm anh tỉnh hẳn. Biền nhìn vào gương, vẫn là anh đấy thôi, vẻ mặt đàn ông cương nghị, hồng hào hơn, có lẽ do ngấm nhiều thuốc bổ, nhưng đôi mắt trũng sâu. Thì ra, anh có thể như con sâu cái kiến chạy trốn khỏi thế gian, nhưng không thể chạy trốn khỏi lương tâm đang ngày đêm tự vấn. Biền nghĩ đến Ngân, chắc cô ấy đang thắc mắc và trông đợi chuyến công tác đột xuất của mình. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện qua chiếc gương soi, lạ thay, thấy ẩn hiện trong đó là ánh mắt buồn buồn của Hiên, thấy gương mặt đang vui thoát xị xuống của cu bon mỗi khi Biền dắt xe ra về. Anh chợt nhớ ngôi nhà ấy, ngôi nhà có hai mẹ con cứ chờ đợi Biền đến. Biền hốt giật mình. Sao lại thế này? Sao mình lại ở đây? Dường như quên hết thực tại, Biền mở điện thoại, gọi taxi. Đường khuya thưa thớt người, anh giục tài xế tăng tốc, chiếc xe chạy như bay qua quãng đường vắng vẻ, nhưng anh vẫn thấy cứ chậm gì. Qua hết cây cầu huyền thoại, qua đoạn đường hai bên thưa thớt mấy ngôi nhà, qua mấy roi cát trắng lấp lóa, ngôi nhà thân thương cũng hiện ra. Anh bước nhẹ đến trước cửa, Hiên ơi, mở cửa cho anh. Câu nói thân thuộc như mỗi bận nhân về muộn Hiên thức đợi cửa.
cửa không khóa. Biên giật mình, khuya rồi sao đi ngủ mà hiên để cửa thế này. Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lách người vào. Ánh sáng dịu dịu của chiếc đèn ngủ đủ sáng cho anh thấy trên giường chỉ có mỗi coupon. Hiên đi đâu? Anh tìm một lượt khắp nhà, không thấy. Biên chững lại vì lo lắng. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Anh nhẹ nhàng khép cửa, không làm coupon thức giấc, rồi nhắm hướng đồi cát, cứ thế mà chạy. Khuya lắm, Hiên không tài nào chợp mắt được. Từ ngày nhân mất, bao nhiêu đêm Hiên trông trên cái cảm giác trống trải. Không gian tĩnh mịch thanh vắng, thi thoảng tiếng xe chạy vút qua, nghe buồn thao thiết, hẳn là cả xe và chủ không có ý định dừng lại ở cái roi cát chỉ mấy ngôi nhà thưa thớt này. Từ hôm gặp Biển, mọi thứ với Hiên cứ lãng đãng khói sương. Chương trình sẽ tiếp tục gửi đến mọi người một câu chuyện ý nghĩa mang tên Bếp lửa còn nồng, chuyện ngắn của Nguyễn Hương Duyên. Ngân im lặng, cười rất nhẹ. Cô nhớ sau ly hôn, thỉnh thoảng anh vẫn về nhà thăm con. Thỉnh thoảng các con đề nghị anh ở lại, nhưng vì Ngân không nói gì nên anh lại buồn bã đi. Thực ra, bao lần Ngân muốn giữ, nhưng có điều gì nó uất nghẹn trong Ngân ngăn không cho Ngân nói ra những lời nhẹ nhõm. Biên giới gia riêng còn lạnh, gia đình Hiên cho thêm những gộc củi khô nứt vào bếp lửa đã bắt đầu đượm than. Ý tứ, cụ rút êm xuống khỏi cầu thang, để lại không gian cho một đàn ông một đàn bà cùng bếp lửa. Họ không nhìn nhau nhưng không ai bảo ai đều tiến lại ngồi xuống hai chiếc ghế con nhẵn thín cạnh bếp. Cả hai không còn trẻ, anh bắt đầu lốm đốm sợi xanh sợi trắng phong xương, cô cũng mờ mờ vài vết chân chim ở đuôi mắt. Gió miền biên viễn thốc từng cơn vào vách gỗ thưng kín tạo ra những âm thanh lào khào vỡ vụn. Cuộc hội ngộ này là chủ ý của anh, sau bao đứt gãy mà nguyên do không ai hạ cái tôi mình xuống một lần để hiểu ngọn nguồn cơ sự. Âm báo tin nhắn Zalo của Ngân vang lên nhưng nội dung tin nhắn không hiển thị lên màn hình. Zalo bạn có thông báo mới. Anh sững sờ chết lặng. Ngân đang có cuộc hội thoại bí mật, như anh. Cuống cuồng, anh làm cái việc lén lút, đáng xấu hổ, anh mở điện thoại vợ ra. Thanh tìm kiếm với biểu tượng kính lúp đỏ quạch đang nhấp nháy thúc giục. Bí mật của Ngân đang nằm đó. Là ai? Từ bao giờ? Anh không biết tính năng ẩn cuộc trò chuyện này cho đến khi gặp Hà. Một cô phóng viên độc thân dạn dĩ, anh có yêu Hà không? Anh không cắt nghĩa được. Nhưng rõ ràng là anh bị Hà cuốn theo bằng những quan tâm, hỏi han nho nhỏ. Đơn vị anh nằm ở tít núi xa, quanh năm suốt tháng đồng đội chiến sĩ quây quần bên nhau. Năm thì mười họa có đoàn khách viếng thăm, lao sao hết mình rồi họ đi, để lại khoảng trống vắng hẫng hụt trong lòng những người lính xa nhà. Không có lý do gì để kìm giữ một người đàn bà độc thân một khi họ đã quyết chí yêu ai đó. Ban đầu anh chỉ xã giao, rồi tâm trí cứ hướng về Hà lúc nào chẳng rõ. Không lên được thì Hà nhắn tin, gọi điện, gọi tít tít và chuyên cần hơn cả Ngân, hơn cả hai đứa con luôn ngóng bố về. Em chỉ xin anh một đứa con, em không mong cầu gì hơn nữa, Hà luôn lặp lại mong mỏi ấy, cho đến khi anh siêu lòng. Thời gian đầu, anh vẫn giữ lịch về tranh thủ đều đặn. Sửa lại cho con cái hộc bàn long ốc, mắc lại cho vợ cái giàn phơi bị sộc sệch. Rồi cùng vợ con đi thăm nội ngoại, những ngày tranh thủ luôn trôi vèo vèo. Lần nào cũng như lần nào, nhanh đến thẳng thốt. Về nhà, anh không liên lạc với Hà, anh cũng không cho phép Hà nhắn tin hay gọi cho anh những ngày ấy. Với anh, về nhà anh muốn trọn vẹn. Nhưng Hà đã bày cho anh cách giấu đi những dòng nhớ nhung hờn dỗi của cô bằng cách chuyển cuộc hội thoại của hai người vào vòng bí mật. Cuộc hội thoại nếu không biết mật khẩu thì không ai có thể mở được. Miễn cưỡng, anh để Hà thao tác cho mình. Rồi thỉnh thoảng không có vợ bên cạnh, anh lại vội vã trả lời cô, để cô yên lòng. Anh không nhớ những cuộc gọi hình ảnh từ Ngân cho anh, từ anh về nhà thưa dần từ bao giờ. Mọi thứ cứ vơi dần như một cốc nước đầy để giữa gió, không ai đụng tới cũng cạn. Như bìa cuốn sách quên trên giá, màu phai dần theo tháng năm. Anh chỉ không biết Ngân đã trông thấy anh ở thị trấn của Hà, hai người tay trong tay bước ra từ quán ăn sáng hệt một đôi vợ chồng mới cưới. Tuần ấy, anh báo có lịch tuần tra đột xuất, nên Ngân đã quyết định đi dự đám cưới con đồng nghiệp một mình. Không ai nghĩ có sự trùng hợp chéo ngoe đến thế. Anh càng không ngờ Ngân biết nhưng chỉ câm lặng và xa lánh anh thay vì nổi cơn lôi đình như những cơn ghen lệ thường. Vốn dĩ anh biết vợ mình là một người đàn bà có nhan sắc, sống khá nghiêm túc. Anh vẫn biết ở tuổi Ngân, đàn ông buông lời ong bướm không ít. Nhưng không hiểu sao, vì quá tự tin nên anh chắc chắn Ngân không đời nào dám bước qua những rào cản đạo đức. Hay tại anh nghĩ, với Hà, anh chỉ giải trí cho thêm gia vị cuộc sống. Anh chưa hề có ý định bỏ cái gia đình này để chính thức với Hà. Hà cũng thế. Cô không đòi hỏi một sự ràng buộc nào cả. Cô tôn thờ chủ nghĩa độc thân, cô chỉ cần yêu anh và được anh đáp lại là đủ. Nhưng, bằng sự lạnh lùng của vợ, anh càng cho phép mình dành thời gian nhiều hơn cho Hà. Giờ thì đã rõ vì sao Ngân hết mặn mà.
Anh buông điện thoại xuống sau khi định vung tay ném đi trong cơn giận dữ. Vừa lúc ấy thì Ngân từ vườn bước vào, vẫn không nhìn anh như mọi khi, cũng không cầm lấy điện thoại như anh dự đoán. Cô thản nhiên lau dọn nhà cửa. Từ bao giờ, anh không còn tồn tại trong mắt Ngân nữa? Từ bao giờ giữa hai vợ chồng chấm dứt những câu bông đùa dí dỏm? Từ bao giờ? Em dạo này rất khác. Anh liếc cái điện thoại và mở lời. Ngân không ngừng tay, lời cô bật ra như trực chờ từ ngàn năm trước. Em khác rất lâu rồi, giờ anh mới biết đấy chứ. Cô nhìn anh, cái nhìn khiến anh buốt hết từ sống lưng lên đỉnh đầu, lạnh băng và trống rỗng, và coi thường. Anh định nói về chiếc điện thoại, về cái biểu tượng kính lúp đỏ lừ đang phồng lên xẹp xuống. Nhưng, ánh mắt của Ngân khiến anh từ bỏ ý định. Trong đầu anh bùng lên suy nghĩ trả đũa, đừng tưởng mình cô ngon, tôi cũng không thiếu đàn bà. Có những rạn nứt mà chính sự xa cách đẩy tan vỡ đến rất nhanh. Không ai chịu mở lời với ai. Ngân không nhắc đến cuộc phát giác hôm ấy. Cô kiêu ngạo không cần điều tra xem đối thủ của mình là người như thế nào. Vũ Bất Cần không hề nhắc đến cuộc thoại bí mật có biểu tượng kính lúp lập lòe đó nữa. Hầu như chỉ còn sự liên lạc giữa Vũ và các con. Hai đứa con ngơ ngác đến độ chúng chẳng buồn gọi cho cha mỗi khi rảnh rỗi. Nếu Vũ có gọi cho chúng, chúng lúc nghe lúc không. Như thể chúng sợ đối mặt với một bí mật khủng khiếp mà chúng không có cách nào khám phá được. Rồi Hà có thai. Ở cái tuổi ngoài 40 Hà đã được làm mẹ. Dẫu khát thèm bấy lâu, nhưng sự hiện diện của đứa con vừa hoài thai với người đàn ông cô tôn thờ vẫn khiến cô bối rối. Nên cô giấu Vũ cho đến khi không thể giấu được nữa thì Vũ mở lời. Anh ly dị để lấy em đây. Gắn bó lâu với Vũ, Hà hiểu đây không phải đề nghị mà là một quyết định được thông báo. Không cần đâu, em vẫn không có ý định buộc đời mình vào anh bằng một tờ giấy có đóng dấu đỏ. Anh cứ làm cha con em, nhưng chỉ làm người đàn ông của em như bao lâu là đủ. Giọng cô giáo hoảnh và kiên quyết, nhưng Vũ còn kiên quyết hơn. Đằng nào phía Ngân cũng đã có người đàn ông khác. Đằng nào hai người cũng chẳng còn dành sự quan tâm cho nhau. Vậy thì duy trì một cuộc hôn nhân lỏng lẻo để làm gì? Giáo hoảnh vậy nhưng niềm kiêu hãnh rất đàn bà trong Hà được bồi đắp. Ừ thì chồng cũng được chứ sao? Chẳng phải bao lâu Vũ đã sống cùng cô như một gia đình. Nói cho em nghe, vì sao anh quyết định ly hôn với vợ? Hà không thỏa mãn với quyết định đột ngột của anh. Dường như linh cảm đàn bà cho cô thấy cô và đứa con chưa phải là điều duy nhất kéo anh về phía mình. Nói cho em nghe vợ anh phản ứng thế nào? Vì, giữa bọn anh, tình cảm đã cạn. Vũ ngắn gọn, Vũ lúng túng. Sự không rõ ràng ấy khiến Hà bí mật tìm về nhà Vũ, về trường Ngân. Về nhưng không gặp Ngân, chỉ tìm hiểu, cô ta không có bổ. Cô ta sống rất lành mạnh, chỉ hơi khép kín và đơn điệu. Chừng đó biểu hiện có đủ lý do cho cuộc chia tay vốn dĩ Vũ chưa bao giờ muốn. Hà bỏ mấy buổi quan sát Ngân từ xa, không khỏi chạnh lòng với nhan sắc và vóc dáng của người đàn bà đang vào độ chín nồng nàn. Cô ta kiêu hãnh và duyên dáng trong từng cái vuốt tóc. Cô ta rất xứng đôi với Vũ. Vậy tại sao Vũ chịu chia tay? Đã có chuyện gì mà Vũ không nói? Hà không dám nắm lấy hạnh phúc đang sừng sững bước vào cuộc đời mình. Cô không dám tin đó là sự thật. Linh cảm. Lại là linh cảm cho cô biết không nên quá mừng vui. Em không muốn có anh rồi lại mất như cái cách vợ chồng anh đang đánh mất nhau hiện giờ. Cứ để em đi bên cạnh anh, lặng lẽ trao cho anh cả cuộc đời mà không cần sự ràng buộc nào. Mong anh hiểu cho em. Có cái gì đó như một sức nén rất nặng từ từ rời khỏi hơi thở anh. Anh siết Hà vào lồng ngực vạm vỡ, thương cô thắt lòng. Một nỗi thương vì bất lực khi anh tự biết mình khó có thể mang đến cho cô điều cô mong mỏi. Không cần phải hòa giải phức tạp. Cuộc ly hôn diễn ra chóng vánh vì không có chia bôi, tranh chấp gì. Tại sao chóng vánh thế thì cả anh và Ngân không cắt nghĩa được? Kiểu như một cuộc giận dỗi không ai chịu thua ai. Vẫn ánh nhìn ấy, hoặc không thèm nhìn vào anh, Ngân lại khiến anh buốt sống lưng và tự ái. Cô đã có người đàn ông bí mật mà còn tỏ ra thanh cao đến vậy. Tôi giải thoát cho cô vừa lòng, nhưng người đó là ai? Đến giờ anh vẫn không có lời giải. Mà thôi, sớm muộn gì điều đó cũng sẽ được công khai theo cách mà Ngân muốn. Buổi chiều anh chính thức lấy những vật dụng cá nhân cuối cùng để rời nhà, Ngân cũng có mặt. Chiếc điện thoại của Ngân vẫn nằm trên bàn ăn đầy thách thức. Nó nằm đó như nằm trong ký ức anh, với những âm báo tin nhắn không hiện nội dung lên màn hình chủ. Cái kính lúp đỏ quạch phồng lên xẹp xuống trong tâm trí khiến anh muốn nghẹt thở. Giờ thì các người vui mừng thông báo với nhau là đã ly dị được tôi chứ gì. Anh đứng nhìn chiếc điện thoại chân chối, ước gì anh có thể đập tan nó ra, xem bí mật sau chiếc kính lúp đáng ghét đó là gì. Thằng cu lớn buồn thiu hỏi. Thỉnh thoảng ba có về nhà này nữa không ba? Anh không nhìn nó, anh nhìn nhanh sang chỗ Ngân đứng,
anh hy vọng Ngân sẽ có một phản ứng gì đó, để anh biết ít nhất là Ngân vẫn còn cảm xúc với anh. Nhưng không, Ngân thản nhiên đến cầm lên chiếc điện thoại và dồn toàn bộ sự chú ý vào màn hình nhấp nháy. Anh tuyệt vọng thở dài, ôm lấy thằng con đã cao bằng mình, nghẹn ngẹn. Có bất cứ chuyện gì con nhớ gọi cho ba, ba luôn là ba của anh em con. Nói với em con là hãy ghi nhớ điều đó. Nghe con. Những tiếng cuối cùng anh gần như van vỉ con, nhưng không ngờ tạo hiệu ứng tức thì. Thằng con cũng ôm lấy anh khóc ồ ồ. Anh không biết nó hiểu chuyện đến mức nào. Anh cũng không biết Ngân đã làm gì, nói thế nào để các con chấp nhận cuộc tan vỡ này mà không oán than, trách móc. Anh chỉ thấy mình có lỗi, anh cũng thấy Ngân có lỗi. Thêm một lỗi chung nữa là không ai chịu nói chuyện với ai. Hà đã đúng khi không kết hôn với anh, bởi lúc đang vụng trộm, anh cư xử khác. Giờ thành người tự do, anh lại trở nên đáng ghét. Anh hay ngồi trầm tư, Hà nói gì anh không để tâm, đến khi Hà gắt lên anh lại ngơ ngác rồi xin lỗi. Đêm anh hầu như không ngủ, trằn trọc một lúc sợ Hà bầu bí mất ngủ theo nên anh ra sân hút thuốc. Đó là những lần anh về tranh thủ, còn lúc ở đơn vị, anh cũng ít gọi về. Hà gọi vài cuộc gọi nhỡ anh mới chịu bắt máy. Hà không giận anh, linh cảm của cô về mọi chuyện đều đúng. Từ đầu đến cuối, đều là ở phía cô, làm sao có thể trách anh. Ngân bất ngờ khi người đàn bà ấy chủ động nhắn tin hẹn gặp mình. Để làm gì? Chẳng phải cô đã giải thoát cho Vũ, để họ tự do đến với nhau rồi sao? Hay gặp để đòi chia tài sản cho đứa con mà cô ta đang mang trong bụng? Bao năm vợ chồng, những gì chất bóp được, cô và Vũ làm được cái nhà, mua được cái xe ô tô nhỏ nhỏ cho cô tiện đưa đón con, giờ cũng đã cũ. Cô biết chia gì cho cô ta đây? Sao Vũ lại để cô ta ngang ngược như thế? Mà thôi, người quý thế còn cho không được, nhà xe thì có là gì? Nên cứ gặp, xem cô ta trơ trẽn đến mức nào. Bờ sông chiều cuối xuân, nồm nam len lén trườn qua những đám rười nâu úa. Mặt trời hắt những dáng hồng qua chùm mây lơ đãng, in xuống đáy sông những vệt màu rung rinh theo sóng nước. Ngân đến rất sớm, chuẩn bị thật kỹ những điều đáp trả. Trừ hai đứa con của Ngân ra, cô ta cần gì, Ngân cho hết, để xem Vũ xử sự như thế nào. Tôi trả lại Vũ cho chị. Hà dè dặt sau khoảng im lặng quá lâu giữa hai người. Ngân hơi bất ngờ, nhưng vẫn tỏ ra bình thản chờ đợi xem đối phương giở tiếp chiêu gì. Chị cũng đừng nghĩ tôi có âm mưu gì. Hà như đọc được tâm tư của người đàn bà đang cố giấu cơn. Run nhẹ nhẹ ở mỗi cái vuốt tóc, tôi chưa bao giờ có ý định kéo anh ấy ra khỏi cuộc sống của chị. Anh ấy là mẫu đàn ông khiến cho bất kỳ phụ nữ nào gặp cũng siêu lòng. Tôi chỉ đánh cắp của chị đôi chút, mượn đôi chút. Anh ấy cũng chẳng mất gì. Nhưng tôi không ngờ có ngày hôm nay. Anh ấy bỏ chị nhưng vẫn không thuộc về tôi. Nói cho đúng tôi chưa bao giờ có anh ấy. Ngân nhìn thẳng vào mặt người đàn bà đang bụng chửa vượt mặt, cố hiểu mục đích của cô ta cho cuộc gặp này. Cô nói như thể cô là nạn nhân. Tất cả chúng ta đều vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm. Hà thở dài, cô ngạo mạn đến mức có trong tay báu vật mà không muốn giữ. Tất cả chúng ta đều sai lầm và gây tội với những đứa trẻ. Cô đã từng nghĩ đến nỗi buồn của các con cô chưa? Cô có nghĩ đến lúc phải đưa mọi thứ về trật tự cũ? Ngân sững sờ, đầu ong ong, đuối lý, mệt mỏi, cay đắng. Ngân nhìn sang người đàn bà mới của chồng với cái bụng to tướng đang nâng lên hạ xuống theo nhịp thở dồn dập. Tóm lại, cô hẹn cho được cuộc gặp gỡ này để làm gì? Tôi nhường Vũ cho cô không điều kiện, cô còn mong gì nữa? Hà bật cười chua chát. Chị quên mất rằng, để có được đồng lương cao ngất gửi về cho chị chăm lo, anh Vũ phải sống, hít thở trốn rừng thiêng nước độc, hy sinh mọi nhu cầu thuộc về thế giới văn minh. Chị có biết mùa đông biên giới khủng khiếp thế nào không? Chị biết người đàn ông của chị chống chọi với sự xa cách và khắc nghiệt ở nơi chốn ấy không? Anh ấy nhớ chị, đêm khuya không muốn làm chị mất ngủ nên không dám gọi về cho vợ để vợ cơn nhớ. Anh ấy chịu đựng, để rồi tôi đánh vào điểm yếu ấy. Đời này, chỉ cần một thái độ vồn vã đã khiến đối phương cảm kích, huống chi là sự quan tâm lo lắng vào mỗi đêm dài cô đơn. Tôi đánh vào điểm yếu ấy, nước chảy đá mòn, chị hiểu không? Ngân yếu ớt. Sao cô lại tự cho mình cái quyền lên mặt với tôi? Rõ ràng cô đang lấy những thứ thuộc về mẹ con tôi mà còn lớn tiếng. Hà đưa tay sờ vào bụng mình. Từ đầu, tôi xác định mình đơn thân nuôi con. Thế gian này vẫn đầy hoàn cảnh như vậy, chỉ cần giữa đàn ông và đàn bà thỏa thuận bí mật ổn thỏa với nhau. Chuyện này xấu hay tốt còn tùy vào góc nhìn của chị. Chị đang vai bị hại, chị thấy tôi xấu. Nhưng nếu chị là bạn tôi và không biết anh Vũ là ai, chắc chắn chị sẽ có tâm trạng khác, sẽ vui mừng cho tôi. Mà thôi, tôi không giành giật chi với chị hết. Tôi có đứa con, thu nhập tôi thừa sức nuôi con một mình.
chị và anh Vũ còn tình cảm với nhau, hai người hàn gắn lại là hợp lẽ nhất. Đây là nỗ lực cuối cùng của tôi, còn lại thì tùy hai người còn duyên hay không nhé. Hà đi rồi, Ngân ngồi bó gối thật lâu nhìn màn đêm bắt đầu nhuộm sẫm. Chồng công tác xa, một mình càng đáng những việc thường ngày, lúc gọi cho chồng để chia sẻ thì anh bận, lúc anh gọi lại thì nỗi niềm cũng tạm lắng. Ngân mặc định luôn chuyện chịu đựng và không chia sẻ cùng chồng những khúc mắc thường ngày. Vũ thì không muốn vợ lo, chỉ kể vợ nghe những chuyện tếu táo. Từ bao giờ, hai người đã lơi tay nhau. Hệ quả của chuyện vợ chồng chia tay là con hư. Ngân chưa lường được chuyện này trước khi Hiếu Thắng ký vào tờ đơn ly hôn. Vũ lại càng không nghĩ đến bởi anh đã quen với việc giao phó toàn bộ việc dạy dỗ con hàng ngày cho vợ. Nhưng anh quên mất rằng, sự có mặt mỗi lần anh về chính là chỗ dựa vững chắc để các con tựa vào đó, cùng mẹ đi qua sự thiếu vắng. Mẹ đã lặng lẽ giờ càng lặng lẽ thêm. Không khí lúc nào cũng hiu hắt, đến độ một tiếng thở mạnh cũng làm nó loãng ra. Giờ chỗ dựa đó họa hoàn mới về, về thì cha con chở nhau đi đâu đó, ngơ ngác, thiếu hụt. Ngân thấy con buồn, mới lớp 11 đã hay bỏ học uống bia. Bây giờ thì sao? Những lời chí mạng của Hà khiến Ngân càng thêm trông trênh. Sao mình lại là người có lỗi? Rõ ràng mình là người mất mát. Mình không làm gì khuất tất, giờ bỗng dưng mọi chuyện lại giống như đang quy tội cho mình. Ngân nhớ buổi tối hôm ấy, điện thoại của Vũ nằm hờ hững trên gối, anh đang ở trong phòng vệ sinh thì có âm báo tin nhắn Zalo. Điện thoại của hai vợ chồng cùng hãng, cùng đời, nên mọi tính năng trên máy anh Ngân đều thuộc lòng. Âm báo nhưng nội dung không hiện lên màn hình chờ. Bạn có tin nhắn Zalo mới, ai nhắn cho anh vào giữa khuya thế này? Linh cảm của người vợ thường xuyên xa chồng khiến Ngân thắc thỏm. Đợi chồng ngủ say, Ngân lén lấy điện thoại của chồng kiểm tra. Không có gì cả. Ngân còn không để ý góc trái màn hình có một chiếc kính lúp đỏ lòm đang nhấp nháy. Thật lạ, sao Zalo có âm báo mà mở ra lại không thấy gì? Ngân hỏi cô bạn thân kinh doanh điện thoại và được bạn chỉ cho một tính năng ẩn cuộc thoại nếu cần. Ai mà Vũ phải bí mật thế, lại còn nhắn vào giữa khuya. Ngân ngờ vực mà chưa muốn hỏi, bởi Vũ vẫn thế, không có biểu hiện của sự đổi thay. Và rồi, cái lần thấy Vũ tay trong tay với người phụ nữ ấy, mọi thứ vỡ vụn trong Ngân. Cô cũng là đàn bà, cô cần sự đỡ đần từ chồng trong từng bữa ăn giấc ngủ. Nhưng cô yêu anh, chấp nhận mọi thiệt thòi làm một người vợ lính như bao người vợ lính khác. Cô chỉ cần anh hiểu điều đó, để bù đắp cho cô từ trong ý nghĩ đến mọi thứ trong cuộc sống vợ chồng. Nhưng anh đã làm gì thế này? Bao điều đẹp đẽ trong Ngân phút chốc tàn rụi, hệt như một vườn hoa kiều diễm bị bão vùi, hệt như một ngôi nhà lộng lẫy bị cơn động đất san phẳng. Hôm ấy, Ngân đã bốc điện thoại gọi ngay cho chồng, định xối xả tuôn ra bao lời cay đắng. Nhưng, Vũ tắt liên lạc, tắt theo kiểu điện thoại đi vào vùng không có sóng. Cảm giác ê chề càng khiến Ngân chết điếng. Cô im lặng và tỏ thái độ xa cách từ ngày đó. Giá mà Vũ nhận thấy thái độ khác lạ của vợ phải tìm hiểu ngay ngọn nguồn, nhưng anh đã không làm thế. Khuya thật khuya, bếp chỉ còn than đỏ, rực lên trong hơi gió thỉnh thoảng trườn qua vách ván. Ừ, đáng ra anh nên hỏi sao dạo này thái độ em lạ thế. Vũ lấy đũa bếp tãi than ra, thở dài và đáng ra em cũng không nên im lặng bất cần như thế. Ngân im lặng, cười rất nhẹ. Cô nhớ sau ly hôn, thỉnh thoảng anh vẫn về nhà thăm con. Thỉnh thoảng các con đề nghị anh ở lại, nhưng vì Ngân không nói gì nên anh lại buồn bã đi. Thực ra, bao lần Ngân muốn giữ, nhưng có điều gì nó uất nghẹn trong Ngân ngăn không cho Ngân nói ra những lời nhẹ nhõm. Nhà là của chung, nếu anh thực sự muốn ở lại thì đâu cần ai níu kéo. Ý nghĩ ấy kéo tuột Ngân về hướng hờn tủi, ghen tuông âm thầm. Vũ vẫn luôn hong hóng từng bước chân của Ngân. Sao cô ấy mãi vẫn chưa tái hôn? Gã bí mật sau kính lúp lập lòe ấy đâu rồi? Hay gã chỉ trêu cợt cô ấy cho cuộc sống thêm phần thi vị? Nhưng anh nào có hơn gì người ta? Ngân là vợ anh mà anh vẫn còn lừa dối, huống hồ. Ngân không ngờ người đàn bà ấy nỗ lực hàn gắn hai người quay trở lại đến thế. Con người thường không có ngoại lệ cho lòng ích kỷ, nhất là chuyện đàn ông đàn bà. Nhưng có lẽ cô ta nói đúng, Vũ chưa bao giờ thuộc về cô ta. Chính câu chuyện con hư đã kéo hai người xích gần lại, để rồi, buổi ngược ngàn này là cuộc hẹn hò đầu tiên sau mấy năm anh chân thành bày tỏ mong muốn tái hợp. Nhiều khi, Ngân không tự lý giải được mong muốn của chính mình là gì. Dù rằng, Hà đã nói rõ cô ta chỉ xin chồng Ngân đứa con, dù rằng Vũ đã nhận hết cái sai về mình, sao cô vẫn khó vượt qua được những đau khổ của người đàn bà yêu chồng bị chồng phản bội. Chẳng phải chỉ vì chuyện Hà mang thai mà Vũ đã vội vàng ly hôn với mình sao? Làm sao tin được lời anh nói? Nhưng, em cứ lên một chuyến, mình nói chuyện, trở lại hay không tùy em quyết định. Và rồi Ngân bắt xe đi, như thở đang yêu thỉnh thoảng lên thăm Vũ. Vẫn là những vách núi sừng sững thẳm xanh,
vài ngọn tháp đổ xuống lưng chừng, nhìn xa như dải lụa yêu kiều. Ra sân hoa rừng hớn hở trải thảm muôn nơi, rực rỡ trong ánh nắng đầu ngày. Bao cảm xúc ngày cũ ùa về, nồng nàn ngân lên trong trái tim vốn dĩ từ lâu bị Ngân Thanh cài cửa đóng. Ừ thì ai chẳng có lúc lỗi lầm. Cơ bản tình yêu trong Ngân có đủ lớn để rộng lòng đón nhận sự hối lỗi chân thành từ Vũ. Ừ thì hôn nhân nào phải chỉ của riêng Ngân hay Vũ. Nó còn là vui buồn hạnh phúc của con cái, mình thỏa mãn cái tôi của mình, mặc kệ nỗi buồn câm lặng của con sao. Chẳng phải sâu thẳm Ngân vẫn chỉ có Vũ, dù bao năm qua không ít đề nghị chung đôi từ những người đàn ông khác. Ừ thì coi như duyên chưa hết, nặng nề mãi chuyện cũ cũng chỉ khiến bản thân lạnh lẽo thêm. Bao nhiêu hờn tủi trong Ngân tuôn ra như suối, tựa như một cuộc tẩy trần lần cuối. Để rồi mới có cuộc hội ngộ bên bếp lửa ấm sực này, mà lắng lại những buồn vui, được mất. Chỉ cần biết cô ấy có thai, anh đã vội ly hôn, sao giờ lại muốn quay lại? Câu hỏi tràn ra sau những kìm nén ấm ức của Ngân khiến Vũ giật mình. Không phải vậy, trước sau cô ấy chỉ muốn xin anh một đứa con, anh cũng tâm niệm thế. Vũ ngắn gọn rồi im bặt, Ngân cũng im lặng kiên nhẫn chờ một lý do khác có thể thuyết phục được mình. Là, Vũ ngập ngừng anh phát hiện em có người đàn ông khác, nó nằm ở đây. Vũ lần túi áo Ngân lấy ra chiếc điện thoại sau chiếc kính lúp đỏ này, như anh với Hà. Và rồi, anh ngóng mãi sự xuất hiện của người ấy trong đời em sau khi mình hôn. Người ấy là ai? Đâu rồi? Anh luôn muốn hỏi em câu đó. Ngân òa khóc sau vài giây sững sờ. Sững sờ như cái lần trông thấy anh và Hà tay trong tay ở thị trấn nọ. Sự bất ngờ nào cũng gây ra cảm giác chơi với. Nhưng đây là bất ngờ khiến Ngân như chút được khối đá nặng trĩu trong lòng. Nó là của Thủy, đứa bạn thân của em từ hồi cấp 3, anh gặp mấy lần rồi. Ngân thút thít giải thích vậy sao anh không hỏi em? Vậy sao em phải bí mật? Vũ vặc. Ngân nghiêm mặt nhìn thẳng vào Vũ. Vì anh, vì âm báo đến giữa khuya, cái giờ chỉ những người yêu thương nhau mới nhắn, em lén mở máy anh mà không thấy gì cả. Em tâm sự với Thủy, Thủy đã lấy số của em và Thủy làm ví dụ hướng dẫn cho em, rồi em cứ để thế, không hủy đi mà cũng chưa biết cách hủy. Không có người đàn ông bí mật nào cả, em không có nhu cầu. Ngân lại thút thít. Vũ lặng đi, mặt anh đờ ra thật khó tả. Gia đình hiêng từ sau vách ván, khẽ khàng chêm thêm củi vào bếp, một thanh đóm được châm lên, những sợi lửa le lói bám vào thanh củi khô nóng từ từ bùng cháy. Hình như gà gáy sang canh. Sau đây chương trình sẽ tiếp tục gửi đến mọi người một câu chuyện ý nghĩa mang tên Đường xa vạn dặm chuyện ngắn Nguyễn Thị Thanh Thảo. Mưa đào chưa kịp sang sông thì đương buổi hái dâu, lưu dân từ trong bãi biển xanh ngắt đã đột ngột hiện ra. Hai bên ú ớ nhìn nhau, mưa đào tay buông nhành dâu, đi lùi lại mấy bước. Kỳ lạ, trong nỗi kinh sợ tột cùng, nàng không hiểu sao mình đã không kêu thét để cầu cứu. Mưa đào chỉ kinh ngạc đứng nhìn, không hiểu chàng từ đâu tới, chàng tới đây để làm gì, vai chàng không đeo bị, ánh mắt chàng cũng không giống loài thú dữ. Chàng đứng đó, lưng trần, chân trần, bối rối như có lỗi đã làm kinh động đến nàng. Lưu dân rời đi trong màn đêm tịch mịch, không một tiếng vang. Vậy mà con chó nhà ai tùng vẫn đánh hơi được, sủa nhặng. Tiếng chó nột nạt liên hồi rồi thưa dần, một lúc lâu chỉ còn lại giọng sủa bâng quơ, vài ba quãng cất lên một âm nghe chẳng nhắm vào đâu. Mưa đào mắt nhắm nghiền, tim vẫn còn rộn nhịp tư lự dõi theo bước chân chàng, chiếc bóng chàng dần xa trong tâm tưởng. Khi nghe tiếng chó sủa chỉ còn vu vơ thì nàng biết đích thị chàng đã đi tới bãi dâu. Biển dâu xanh ngắt là nơi nàng lần đầu tiên gặp mặt. Trời ơi đáng sợ! Đó không phải là một cuộc hẹn hò, đó là nơi thình lình lưu dân hiện ra như chui lên từ lòng đất giữa lúc mưa đào đang thoăn thoắt hái dâu. Đoàn người, tay xách nách mang, tướng mạo hung dữ, khắc khổ lầm lũi bước. Trông dáng mệt nhọc lâu ngày của ngay cả đám lính lệ đằng trước đằng sau hoặc lúc túc lẫn lộn giữa những lưu dân cũng có thể hình dung được bước chân qua nhiều tháng nhiều ngày. Mưa đào, như những đứa trẻ khác vốn vẫn được truyền tai cảnh tượng đáng sợ ấy từ đời này sang đời khác. Những cuộc di dân vốn dĩ không có đàn bà con gái, chỉ toàn những ông ba bị, lưng trần chùi chũi, đóng độc hố, mặt đen kịt. Chỉ cần hình dung dáng ông ba bị xuất hiện ở làng, vai đeo đôi gánh, túi nặng một đứa bé khóc như di tất thảy mọi đứa trẻ đều cảm thấy hãi hùng. Buổi tối, trẻ con không đứa nào dám ra khỏi nhà, người lớn cũng không ra khỏi nhà. Chỉ có ánh sáng của thứ đèn mù u lờ mờ cháy trong không gian tĩnh mịch của làng. Khi mưa đào còn rất nhỏ thì bên kia sông chợ Củi đã là nơi trú ngụ của vô số lưu dân. Con sông chợ Củi vốn thanh bình, bên đi bờ nhìn sang bên kia rõ mắt nhưng thật kỳ lạ, hễ có người con gái nào dại dột sang sông thì không bao giờ thấy trở về nữa. Có thể họ đã rơi vào tay những người mặt đen hung dữ. Cũng có thể, ở bên kia sông, họ đã tìm thấy một thế giới khác, bắt đầu một câu chuyện khác trong cuộc đời mình. Dù sao, đó vẫn là một thế giới bí ẩn,
đáng sợ. Từ đấy, đàn bà, con gái trong làng bị cấm kỵ qua sông. Lễ làng nghiêm ngặt nhưng không tránh khỏi giam hồi vẫn có người bỏ làng biệt tích vô tâm âm tín. Mỗi lượt làng mất người, Mưa Đào cảm thấy nôn nao nhiều trong dạ. Mưa Đào không thấy sợ, nàng chỉ thêm phần tò mò và khao khát vượt sông. Rất có thể, ở đó, nàng tìm thấy được gốc tích của chính số phận cuộc đời mình. Mưa Đào chưa kịp sang sông thì đương buổi hái dâu, lưu dân từ trong bãi biển xanh ngắt đã đột ngột hiện ra. Hai bên ú ớ nhìn nhau, Mưa Đào tay buông nhành dâu, đi lùi lại mấy bước. Kỳ lạ, trong nỗi kinh sợ tột cùng, nàng không hiểu sao mình đã không kêu thét để cầu cứu. Mưa Đào chỉ kinh ngạc đứng nhìn, không hiểu chàng từ đâu tới, chàng tới đây để làm gì, vai chàng không đeo bị, ánh mắt chàng cũng không giống loài thú dữ. Chàng đứng đó, lưng trần, chân trần, bối rối như có lỗi đã làm kinh động đến nàng. Lưu dân ước chừng tới được bên kia sông thì Mưa Đào cũng đã nhóm được một bếp lửa cháy to. Sau tiết đại hàn, khí trời thêm phần se sắt. Mưa Đào chợt cảm thấy lạnh vì thiếu vắng hơi ấm của chàng. Biết không thể ngủ ngay lúc này được, nàng chỉ còn cách nhóm lửa. Trong ánh sáng bập bùng, Mưa Đào vẫn không thôi nghĩ đến Lưu Dân. Chàng sẽ vừa đi vừa chạy, bao giờ cũng thế, lần nào cũng thế. Chàng bảo, sau này chàng cũng sẽ dắt nàng vừa đi vừa chạy. Không phải chạy giữa bãi dâu dưới những đêm trăng mà là chạy trên con đường làng bên kia sông chợ củi. Mưa Đào khều thêm mấy que than, nghe hơi của bếp lửa phả vào mặt, hẳn nghĩ đến cảnh tượng ấy, Mưa Đào không đưa tay lên vẫn biết má mình nóng rực. Nàng rồi cũng sẽ vượt sông, nàng sẽ có ngày tận mục thế giới làng mạc bên kia sông chợ củi. Nhưng Mưa Đào không muốn nàng qua sông trong đêm tối, nàng không muốn trốn đi cùng Lưu Dân và xóa tên mình trong ký ức của làng. Thế giới của nàng thuộc về những biển dâu này, nơi mà ngày ngày nàng có thể tự mình nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa. Nàng có thể được sinh ra trong côi cút nhưng nàng nhờ dân làng biển sông cưu mang, nuôi dưỡng để lớn lên. Mưa Đào không thể, dòng sông này không thể muôn đời chia biệt. Buổi sáng mùa xuân năm ấy, người con gái khuôn mặt xoan bầu thanh tú thong thả thức dậy thực hiện một lễ nghi. Chưa bao giờ nàng mặc những tấm lụa sắc màu đẹp đẽ đến nhường thế. Nàng nhón chân bước ra khoảng sân nhỏ, lấy nước từ chiếc ảng còn đượm sương mai, từ tốn lau sạch khung cửi vốn đã nhẵn bóng qua bao tháng bao năm. Nàng như không hẳn chăm một vật dụng mà khẽ chạm vào đó, ân cần, nâng niu như lễ trọng với người thân. Đôi tay mềm mại của nàng, những lời thầm thì của nàng, ánh nhìn đằm thắm của nàng dịu dàng lướt qua từng thớ gỗ không khác gì bảo vật. Khung cửi sạch sẽ, bóng loáng, mùi của gỗ lâu ngày càng thêm nồng đượm. Mưa Đào tỉ mẩn căng lại từng sợi mắc. Nàng như nghe được tiếng va chạm rất khẽ của đôi bàn tay mình với những sợi mắc tựa hồ thanh âm của một cung đàn. Có vài sợi mắc căng quá, nàng vừa chỉnh lại khung go vừa nghĩ. Bao giờ cũng thế, trong buổi sáng nguyên xuân, Mưa Đào vẫn thực hiện nghi lễ quay tơ vốn rất đặc biệt của làng, của riêng nàng. Hôm nay, xong xuôi hết thảy, nàng cũng ngồi vào khung cửi, nhưng tim nàng rộn rã hơn, đôi mắt nàng long lanh hơn. Từ tối qua, Mưa Đào đã chọn mấy cuộn tơ thô, màu nâu, khác hẳn lệ thường với những cuộn tơ mảnh đã lên màu óng ả. Mưa Đào sửa lại tư thế, dùng chân đạp bàn giận, mở khung go, tay giật vừa đẩy vừa bắt con thoi luồn sợi mảnh. Tiếng khung cửi đều đặn vang lên những nhịp gấm hoa. Dưới bến sông, Lưu Dân, với con thuyền độc mộc lần đầu tiên hạ thủy đã tự nghĩ cách neo lại chỗ bãi biển. Ánh mắt chàng tươi sáng, tay chàng còn rung rinh bó cúc tần nở dại vừa mới hái. Chàng vừa đi vừa chạy. Quý vị ơi, vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá xong những tin tức, câu chuyện thú vị về cuộc sống quanh ta. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để xem hết video. Hy vọng những gì đội ngũ kênh chia sẻ sẽ mang lại cho quý vị niềm vui và kiến thức mới. Đừng quên để sự ủng của quý vị ở phần bình luận phía dưới bằng cách bình luận phím số 2 nhé. Nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ kênh nhé. Hãy theo dõi và ủng hộ đội ngũ để tiếp tục nhận được nhiều nội dung hấp dẫn và bổ ích khác. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.